He, cô gái xinh đẹp, hãy theo ta về làm vợ của ta. Trời ơi, có ai không? Cứu tôi với. Dừng lại ngay tên biến thái kia, có tin là tôi báo cảnh sát không hả? Cảnh sát ư? He, cảnh sát thì làm gì được ta chứ? Tất cả những kẻ nào dám cản trở ta đều phải chết. Đứng im tên kia, mau giơ tay lên, không tôi bắn. Ta không giơ tay đấy, có giỏi thì ngươi bắn ta đi. Cái gì? Người hắn nằm bằng sắt thép hay sao mà súng đạn không làm gì được hắn? He, đúng vậy, súng đạn không làm gì được ta đâu, hãy xem đây, hay à. Ta sẽ bắt tất cả những cô gái đẹp về làm vợ của ta. Các bạn ơi, dạo gần đây xuất hiện một kẻ ngông cuồng, dám bắt cóc con gái nhà lành giữa ban ngày, hắn còn dám thách thức cảnh sát nữa. Tớ nghe nói súng đạn không thể làm gì được hắn. Các em cũng nghe được tin tức đó rồi sao? Ơ thầy, sao hôm nay thầy lại tới đây ạ? À? Thầy tới đây cũng là vì việc của kẻ bí ẩn đó. Phía cảnh sát đã bó tay, vì vậy đã nhờ tới biệt đội siêu nhân người nhận chúng ta. Thưa thầy, phía cảnh sát có cung cấp cho chúng ta manh mối gì không ạ? À? Không nhiều, tên bí ẩn này rất giỏi ẩn thân, hắn có thể biến thành bất cứ thứ gì, bất ngờ tấn công con mồi, sau đó bất ngờ biến mất. Cảnh sát đã nhiều lần theo dấu nhưng đều bị hắn cắt đuôi. Hiện tại, toàn thành phố đang rất hoang mang, không một cô gái trẻ nào dám ra đường. Bọn em hiểu rồi thưa thầy, chúng em sẽ cố gắng giăng bẫy hắn để bắt được hắn. Các chị ơi, liệu rằng hắn có xuất hiện không? Cũng không biết, chị nghĩ có khi hắn sợ rồi cũng nên. Không đâu. Chị tin rằng nhất định kẻ đó sẽ xuất hiện. Hành động tấn công cảnh sát cho thấy hắn là một kẻ rất ngông cuồng. Vì vậy, kể cả biết là có cạm bẫy, hắn cũng sẽ xuất hiện. Ba cô em xinh tươi, đi đâu vậy? Trời ơi, là tên biến thái đấy. Các em đang đóng kịch đúng không? Nếu ta đoán không nhầm, thì các em là cảnh sát. Tại sao ngươi nghĩ bọn ta là cảnh sát? Vì ta biết các em muốn dụ ta xuất hiện. Ngươi thật là to gan đấy, biết đây là một cái bẫy mà vẫn dám xuất hiện hay sao? Tất nhiên rồi, vì ta đâu có sợ cảnh sát. Cảnh sát thì làm gì được ta chứ? Rất tiếc, ngươi đoán nhầm rồi, bọn ta không phải là cảnh sát. Hãy xem bọn ta là ai đây. Siêu nhân Spider-Man biến hình, siêu nhân người nhện đỏ. Siêu nhân Spider-Man biến hình, siêu nhân người nhện trắng. Siêu nhân Spider-Man biến hình, siêu nhân người nhện hồng. Cái gì? Thì ra các ngươi là đám siêu nhân người nhện sao? Đúng vậy, ngươi đừng hòng chạy thoát, hãy xem đây. Hoan hô, chúng ta bắt được hắn rồi. Ơ các chị ơi, nhìn kìa. Sao lại thế này? Chỉ là một viên đá thôi sao? Đúng vậy, hắn đã dùng chiêu ve sầu thoát xác. Lần sau gặp lại, nhất định chúng ta không để hắn chạy thoát. Có lẽ hắn chạy chưa xa đâu, chúng ta mau đuổi theo. He, đúng là lũ người nhện ngu ngốc. Ta đã bị dính chặt vào lưới nhện, thì làm sao chạy được? Vì vậy ta biến thành tảng đá để lừa các ngươi thôi. Xem ra bọn người nhện đang truy lùng bắt mình phải lẩn trốn một thời gian vậy. Các người đẹp ơi, ta đã về rồi đây. Con quái vật kia, mau thả bọn ta ra. Ta vất vả lắm mới bắt được các ngươi, sao có thể thả được? Nói cho các ngươi biết, hôm nay suýt chút nữa ta đã bị bọn người nhận bắt rồi. Cũng may mà ta thông minh lừa bọn chúng nên mới trở về đây được. Ngươi nghĩ rằng ngươi thông minh thật sao? Cái gì?
Tại sao các ngươi có thể tìm được ta? Ngay từ đầu, bọn ta đã biết khả năng của ngươi rồi. Bọn ta chỉ giả vờ mắc lừa để tìm ra những cô gái bị ngươi bắt mà thôi. Cừ, tức quá. Bọn siêu nhân người nhện, hãy chết đi, hay à. Vô ích thôi, ngươi không phải là đối thủ của bọn ta đâu, hay à. Vậy là xong, các bạn hãy đưa những cô gái bị hắn bắt về nhà đi. Khoan đã, các cậu không thấy có gì rất là kỳ lạ sao? Có gì kỳ lạ đâu, chỉ là tên đó quá yếu thôi. Không đúng, hắn là một kẻ có thể chống lại được cả súng đạn, sao có thể yếu được? He he he, các ngươi mắc bẫy rồi. Các bạn ơi, hãy cẩn thận đấy. Quá muộn rồi, hay à. He he he, vậy là xong, các ngươi còn non và xanh lắm, dám đối đầu với ta sao? Ngươi vui mừng hơi sớm rồi đấy. Cái gì? Chỉ là mấy cây cột thôi sao? Đúng vậy, đâu chỉ có mình ngươi biết thuật ẩn thân đâu. Gừ, các ngươi giỏi lắm. Ngươi cũng không yếu đúng không? Hãy cho bọn ta thấy sức mạnh thật sự của ngươi đi. Thật sự ta cũng không muốn phải làm như vậy, bởi vì chính ta cũng rất căm ghét hình dạng của ta. Các cô gái sẽ không yêu ta, nhưng các người đã ép ta đến bước đường cùng. Nói cho các ngươi biết, chưa từng có một ai thấy hình dạng thật sự của ta mà còn sống đâu. Hãy xem đây, hay à. Cái gì? Thì ra hắn là một con quái vật. Hẳn nào mà hắn không sợ súng đạn. Các bạn ơi hãy cẩn thận, sức mạnh của hắn đang tăng lên rất nhanh. Lũ nhóc con, hôm nay các người phải chết, hay à. Các bạn ơi, chúng ta hãy kết hợp lại. Siêu nhân người nhện đỏ, siêu nhân người nhện xanh, siêu nhân người nhện trắng, siêu nhân người nhện hồng, siêu nhân người nhện đen. Nhân danh công lý và chính nghĩa, triệu hồi robot siêu nhân người nhện siêu cấp. Hay à. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Đòn tấn công tổng lực của chúng ta không có tác dụng gì sao? Vô ích thôi, da của ta được cấu tạo từ titan, mọi đòn tấn công bên ngoài đều vô dụng với ta. Hay à. Nguy quá, con quái vật này quá mạnh, phải làm sao đây? Hết cách rồi, hôm nay có lẽ chúng ta phải bỏ mạng tại đây thôi. Các bạn ơi, tớ tới giúp các bạn đây. Nasuga, hãy nhận lấy kiếm. Cái gì? Thanh kiếm đó? Đúng vậy, đó chính là thanh kiếm titan. Dù da của ngươi còn làm bằng titan, nó cũng chém được. Cảm ơn Suga, con quái vật kia, hãy chết đi, hay à. Suga, tại sao cậu biết bọn tớ đang gặp nguy hiểm mà tới giúp vậy? Tớ đã điều tra con quái vật này từ rất lâu, nhưng biết cơ thể nó làm bằng titan, bất khả chiến bại, nên tớ đã tới vùng đất thánh mượn thanh kiếm titan cho các cậu. Được rồi các bạn, mau giải thoát cho những cô gái bị hắn bắt cóc đi. Cuối cùng, con quái vật đã bị tiêu diệt. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.